Kính chào quý vị và các bạn, tạp chí tìm hiểu luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kỳ này có những nội dung chính sau. Chuyện làng chuyện phố với tiểu phẩm Lương hưu nỗi niềm trăn trở. Một thông tin pháp luật giới thiệu năm bảng lương phụ cấp khu vực công từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 theo nghị quyết 27. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tạp chí. Thưa quý vị và các bạn, cả nước hiện có hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội. Theo mức lương mới, được nhà nước đảm bảo về thu nhập và chăm sóc sức khỏe hàng tháng. Tuy nhiên, với những người đã rút bảo hiểm xã hội một lần không có lương hưu, vẫn phải vất vả mưu sinh. Giờ họ chỉ mong ước hàng tháng có lương hưu để tuổi già đỡ vất vả. Tuy nhiên, mong ước ấy không còn cơ hội. Chuyện làng chuyện phố hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiểu phẩm Lương hưu nỗi niềm trăn trở. Chị Hai, sao chưa Tết mà sao em thấy chị chăm bông chăm hoa sớm vậy chị? Ừ em, chăm bông chăm hoa, đâu có phải đợi đến Tết. Mình cứ chăm sóc cần mẫn cho nó hàng ngày. Đến đúng cái thời điểm á, thì nó ra hoa như vậy. Mà trời đủ nắng á, thì hoa lại nở đẹp hơn đó em. Cũng như chuyện mình đi làm mấy mươi năm á, khi nghỉ hưu, thì ít nhiều gì, ai cũng sẽ có lương hưu đó em à. Em thấy chị Hai sướng thiệt. Suốt ngày em thấy chị cứ thong dong, không phải như em, đủ thứ cái để lo hết. Mệt lắm chị Hai à. Thôi, vô đây rồi có chuyện gì hai chị em mình uống nước nói chuyện. Nhưng mà em lo lắng cái gì là em phải nói cho chị Hai nghe thử coi nha. Đây, vào đây uống nước nè. Chị đem cái cây này vô để cho nó đẹp. Em uống nước đi, đừng có em có lo lắng chuyện gì, em nói cho chị nghe coi. Chị Hai à, em tính để rút bảo hiểm xã hội một lần luôn chị. Trời đất, em nghĩ sao mà định rút hết bảo hiểm xã hội một lần vậy? Rồi sau này ốm đau, bệnh tật, rồi tiền để lo cho ăn uống sinh hoạt hàng ngày, em lấy ở đâu ra? Em nghĩ bây giờ mình còn sức khỏe, em lo được cho con em. Mai mốt khi em có tuổi rồi thì để con em nó lo lại cho em cũng được. Bậy, bậy hết sức luôn đó em à. Em mà có suy nghĩ như vậy là nông cạn lắm, em biết chưa? Cho gì giờ, bây giờ chị nghĩ em phải làm sao? Con em thì bây giờ nó đang cần tiền để mua máy tính, rồi mua xe cho nó đi học. Nói thiệt là tiền học phí của nó em cũng chưa đóng luôn. Chị nói cho em nghe nè, cái chuyện mà rút bảo hiểm xã hội một lần em đừng có vội vàng à nha. Còn trong cái cuộc sống ai cũng cần tiền để trang trải chi phí chi tiêu trong cái gia đình. Đã vậy con em hiện nay nó đang học đại học thì cái mức chi phí nó phải tốn kém hơn nữa đó em. Đó, chị cũng vừa nói đó, chị cũng thấy là lo tiền cho tụi nhỏ đi học nó tốn kém biết chừng nào. Khổ lắm chị à. Nhưng mà để chị nói cho em nghe thêm nè, cái khoản chi tiêu mà lo cho con mình học hành thì em cứ lo. Nhưng mà chị nghĩ cái chuyện gì cần thì mình nên lo trước. Còn không thì từ từ rồi mình tính. Chứ còn tự nhiên bây giờ em định rút bảo hiểm xã hội về để mua xe, đồ mua máy tính cho nó đi học là chị thấy không ổn rồi đó. Thì chính vì vậy nên là em lo lắng bữa giờ nè chị nè. Chị cũng không có trách em khi mà em có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà chị nói nè, em đừng có vội rút bảo hiểm xã hội một lần ra nha. Để từ từ chị tính. À, để chị nói Dương Hòn, nhờ nó giúp đỡ cho em vay bên ngân hàng chính sách xã hội cái món vay ưu đãi dành cho sinh viên học sinh đó nha em. Ồ, vậy thì tốt quá chị. Xin chào chị Hai, em chào anh Tám. À, chào. Ủa, em. Em mới nghe mọi người nhắc gì về em đúng không? Công nhận cái thằng này nó sâu xấu vậy mà nó hay thiệt. Mới vừa nhắc em là em có mặt liền à. Trời ơi, chị nói sao chứ. Ở nhà em ai kêu em bảnh nhất nhà. Vậy hả? Ủa mà sao nhìn anh Tám bữa nay sao rầu rầu vậy anh? À Hoàng à, anh tính đi rút bảo hết bởi tiền bảo hiểm xã hội một lần luôn đó em à. Trời, tự nhiên anh đi rút bảo hiểm xã hội một lần chứ vậy? Anh đã đóng được 17 năm rồi. Là theo quy định của luật bảo hiểm xã hội là anh đóng được đủ 20 năm thì anh sẽ được hưởng lương hưu.
Bây giờ anh còn đóng có 3 năm nữa à, tự nhiên đi rút ra chi vậy? Thì chị cũng đang phân tích, giải thích nãy giờ cho nó nghe đó Hoàng à. Nhưng mà em nhìn kìa, còn đang lưỡng lự đắn đo, suy nghĩ mặt căng thẳng như vậy đó. Thì em cũng biết là cái tiền lương hưu khi về già là mình sẽ tự túc được, không có phụ thuộc cho con cháu, em cũng biết là vậy. Em biết không, chị đây nè, chị thấy mình rất vui và rất may mắn vì có lương hưu. Giờ lỡ có ốm đau bệnh tật gì thì cũng đã có bảo hiểm y tế, mà mình đây được hưởng mức chi phí tới 95% đó các em. Dạ đúng rồi đó chị Hai. Cái lương hưu á, khi về già nó không những là có giá trị vật chất đâu, mà nó có ý nghĩa và tinh thần nữa. Đúng vậy rồi. Nó giúp cho mình an tâm, sống vui, sống khỏe. Mình không có phiền hà gì tới con cháu sau này hết á anh. Hồ nói đúng đó em à. Cái chuyện mà mình rút bảo hiểm xã hội một lần á, nó đồng nghĩa với cái việc đó là cái của mình để dành nó sớm phải bị tiêu tan. Như chị đây nè, chị có mấy bà bạn hồi đi làm chung á, bây giờ mới bảo hối tiếc rất là nhiều vì lúc trước á, đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần đó em. Nhưng mà chị Hai à, con em thì bây giờ nó đang cần tiền để mua máy tính nó học, rồi phải mua xe cho nó đi học nữa. Học phí của tụi nhỏ em cũng chưa đóng. Anh à, chuyện đâu cũng vô đó thôi à. Cháu nó đang đi học thì nó sẽ có cái khoản vay hỗ trợ và sinh viên, anh cứ yên tâm đi. Em đừng có đưa mình thoát ra khỏi cái hệ thống an sinh được nhà nước bảo hộ cho mình em à. Vì em biết sao không? Có vài năm nữa thôi là em đã được nhận tiền lương hưu hàng tháng nè, rồi lại được nhận bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe nữa. Còn bây giờ mà hàng tháng em chờ con em cho tiền, chị thấy nó buồn lắm em. Dạ đúng rồi á, em thấy chị Hai nói đúng á. Đúng á. Anh mà rút bảo hiểm xã hội một lần nãy giờ á, mà chị Hai đã nói hết nước hết trái với anh rồi. Mình rút ra sau này cuộc sống của mình nó bấp bênh lắm anh à. Chị cũng nói thêm cho em biết này nha. Như á, cái con Mai là thằng Thành ở cái hẻm trên á, cả hai đứa nó đều rút bảo hiểm xã hội một lần để lấy tiền nè, để cái chi tiêu tiêu xài trước mắt. Còn cái chuyện sau này nó nói để sau này từ từ tính. Mà em biết sao không? Không ngờ mới vừa nhận tiền của tháng trước, trời ơi tháng sau là nó bị sự cố rủi ro xảy ra đó mấy em. Dạ, mình cứ tiêu trước cái khoản để dành á, sau này cuộc sống của mình nó trông trên đó. Đó là chưa kể mà khi mình rút bảo hiểm xã hội một lần nha, thì khi về già nè, mình vừa không có lương hưu nè, rồi vừa không có thẻ bảo hiểm y tế nè, để mà đi khám chữa bệnh. Đã vậy á, tới lúc mà mình hối tiếc á, mình muốn đóng lại cái khoản đã rút thì lại không có được nữa. Đúng rồi đó em. Em nghe chị Hai với lại chú Hoàng nói cũng có lý, cũng hay. Nhưng mà sau thời điểm này em thấy khó quá chị Hai à. Không có gì khó hết. Như trường hợp của chị, nhờ chị có lương hưu hàng tháng, cái chị dắt các con cháu đi chơi, rồi đi mua được những cái món quà nhỏ nhỏ để tặng cho tụi nó nhân những cái ngày sinh nhật hoặc là đặc biệt. Đó, nhờ đó mà cái đời sống tinh thần của chị nó mới thoải mái hơn. Còn đối với những người mà lúc trước bạn chị nhận một cục, bữa nay vẫn còn đang đi làm vất vả mưu sinh, em thấy sớm mình có nhiều người rồi đó. Đúng rồi đó chị Hai à. Người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng rất là nhiều quyền lợi. Và chính lương hưu chính là chỗ dựa vững chắc cho mình khi về già, để mà khi mà mình không còn có khả năng lao động tạo ra thu nhập nữa đó. Em à, cái tiền mà mình đóng bảo hiểm xã hội nó không phải là cái khoản tiết kiệm để mình có thể đem ra mình tính lỗ hay là tính lãi, mà nó đó là một cái khoản để tích lũy an sinh, mang lại cái lợi ích lâu dài cho mình, rồi là lợi ích đa chiều, cho nên khó có thể mà đem ra con đông đo đếm. Cho nên em à, tám chị mong em là phải nên tính đến cái việc những cái lợi ích lâu dài cho của mình trước khi em quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần nha. Thì em biết chị Hai cũng muốn tốt cho em. Em biết là cái tuổi già mà không có lương hưu thì có trăm cái để lo. Đúng. Khổ lắm. Nhưng mà bây giờ con em nó đang cần tiền chị Hai à. Em nói anh nghe nè, bây giờ là em sẽ hỗ trợ cho anh vay vốn ngân hàng chính sách xã hội theo cái khoản mà học sinh sinh viên. Anh cứ an tâm đi, lấy tiền đó trang trải học phí,
rồi mình cứ an tâm là mình đi làm công nhân, rồi mình tham gia bảo hiểm xã hội tiếp tục nha anh. Đó, nãy giờ Hoàng nói với em như vậy á, bây giờ là em hết lo lắng, băn khoăn, trăn trở rồi nha. Dạ, em cũng báo cho anh một cái tin vui, bên em tới đây em nói luôn là Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đưa ra cái phương án là thống nhất cái phương án là tăng lương tối thiểu vùng lên 6% và đang trình chính phủ phê duyệt và áp dụng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Do đó chắc chắn luôn năm sau là cái lương công nhân của anh nó sẽ tăng theo đó nha anh. Vậy thì còn gì bằng nữa, đúng không em? Vậy thì em sẽ nghe theo lời chị Hai. Ừ. Anh nghe theo lời cũng Hoàng. Em sẽ từ bỏ cái ý định mà rút bảo hiểm xã hội. Đúng rồi đó. Như lời chị Hai nói đó. Ừ. Bảo hiểm xã hội là của để dành. Đúng. Như vậy đúng không chị Hai? Dạ. Đúng đó em, rất là đúng. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin pháp luật hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn. Năm bảng lương phụ cấp khu vực công từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 theo nghị quyết 27 NQ-TVK. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Theo nghị quyết 27 năm 2018, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, hệ thống 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, được quy định như sau. Một bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, bầu cử và bổ nhiệm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã. Một bảng lương chuyên môn nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức viên chức không giữ chức danh lãnh đạo. Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương. Một bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm. Một bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật công an. Một bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an, trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay. Bên cạnh đó sẽ gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại nguy hiểm, gọi chung là phụ cấp theo nghề, áp dụng đối với công chức viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của nhà nước. Giáo dục và đào tạo, y tế, tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường, v.v. Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề, trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ công chức. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ. Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị xã hội, phụ cấp công vụ do đã đưa vào trong mức lương cơ bản, phụ cấp độc hại nguy hiểm do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tháng 12 năm 2023 tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Quý vị và các bạn có thể xem lại tạp chí Tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên website ninhthuon.ntv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.